Sư cho biết thông tin về sư, như là trước lúc sư xuất gia, sư đã theo học những vị thầy nào, cuộc sống hiện tại của sư và mục tiêu tu hành của sư ra sao? Đã có người hỏi sư câu hỏi này, và sư trả lời với họ chung như thế này: quý vị đến với sư là vì chánh pháp, hay là quý vị đến với sư vì sư là một người dễ thương, hay vì một cái ngoại hình dễ nhìn đối với quý vị? Đến bằng cái gì? Hoặc là bởi vì sư có một chút xíu danh tiếng gì đó, một vài người biết đến, một vài người biết tên. Quý vị đến với sư bằng cái gì? Và sư đã trả lời như thế này: thay vì tìm hiểu về sư thì quý vị nên tìm hiểu về chánh pháp. Hiểu về chánh pháp có lợi ích hơn. Còn hiểu về sư thì cũng giống như hiểu về bất kỳ một con người nào khác. Bất kỳ một con người nào họ đều có những cái cuộc sống thiện, có những cái đời sống bất thiện, có những giây phút thiện, có những giây phút bất thiện. Ai cũng vậy, nhiều hay ít tùy từng người. Đấy. Mỗi một người là một cái vở kịch khác nhau. Mỗi một người là một cái bộ phim khác nhau, một câu chuyện khác nhau. Nhưng mà đó, tìm hiểu nhiều về một người nó cũng chỉ như vậy thôi. Thay vì tìm hiểu về một người thì nên tìm hiểu về chánh pháp. Cái sự thông hiểu về chánh pháp nó sẽ đem lại lợi ích cho quý vị hơn rất là nhiều so với cái chuyện mà chúng ta cần hiểu về một người. Cái chuyện quý vị hiểu về sư nó đâu có đem lại lợi ích gì cho quý vị đâu ha. Cho nên hiểu về chánh pháp vẫn tốt hơn.